kiểu đấy, không vậy. Cái hồn này đặc biệt sâu quá. Đâu, mẹ đặt bộ cho chị chị vứt bánh như vậy. Mẹ ăn này. Sách nữa lại đi ăn bánh à? Rồi mẹ mượn mẹ đặt hộ nào. Dương Chí Dũng khai rõ người báo tin đâu? Dương Chí Dũng đâu, chỉ mẹ xem. Đâu? Đâu? Chỉ cơ mà. Mẹ. Ừ, mẹ. Báo mà hư vậy. Mẹ. Ờ, nha. Chỉ đâu muốn điều xem gái. Mẹ. Không, không phải đưa bố, đưa mẹ. Bố không đặt, bố không đặt. Bố đang làm việc. Đi mẹ đặt cho nghe. Mẹ đặt cho con không biết đâu. Con cứ chỉ linh tinh vậy. Đưa đây mẹ đặt hộ. Mẹ đọc cho Minh của mẹ nghe tí. Rồi tỉnh ra. Đâu? Đâu? Ủa hề, sao không đưa mẹ đọc tí vậy?